Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều chuyến xe đưa người lao động khó khăn về quê đón Tết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cảnh báo về tình hình phát triển nóng đàn lợn. Nghệ An lật xe khách khiến 14 người nhập viện. Hà Tĩnh, biển hồi sinh, niềm vui đầu năm của người dân. Thưa quý vị, sáng ngày 15 tháng 1 tại bến xe miền Tây đã diễn ra lễ ra quân phục vụ hành khách dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017 do Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Theo đó, Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn phát động đợt thi đua 20 ngày phục vụ vận tải hành khách đường bộ, 10 ngày trước và 10 ngày sau Tết và chăm lo cho công nhân viên chức lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo ghi nhận, sáng ngày 15 tháng 1, có 9 xe xuất bến đưa công nhân người lao động về quê. Theo đó, ban tổ chức cũng trao một số phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và trao quà cho những hành khách đi chuyến xe đầu tiên. Ngoài ra, các đơn vị vận tải hành khách cũng cho biết sẽ luôn sẵn sàng phục vụ, đảm bảo không một ai không có vé về quê ăn Tết vì không có phương tiện. Câu lạc bộ Liên kết trẻ, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức chương trình Tết yêu thương, Tết chia sẻ. Tại Hà Nội, lễ hội gói bánh chưng, gói trọn yêu thương được tổ chức tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Hàng nghìn chiếc bánh chưng và những món quà tình cảm của các mạnh thường quân và các bạn trẻ sẽ được ban tổ chức trao tặng tận tay tới các em nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn ở hai tỉnh Bắc Cạn và Cao Bằng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 300 chiếc bánh tét, 400 suất quà được trao cho trẻ mồ côi, người vô gia cư và trẻ em lang thang đường phố. Với phương châm không để một người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc trong ngày Tết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến người dân vùng lũ. Tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, 13 gia đình dân tộc Mơ Nông có nhà bị sập do sạt lở, đã được chính quyền địa phương xây dựng một khu nhà rộng hơn 200m² làm nơi ở tạm. Ngoài ra, người dân còn được nhận các phần quà nhỏ từ các đơn vị hảo tâm đã góp phần giúp bà con có một cái Tết ấm no, đầy đủ. Ngày 14 tháng 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Nghệ sĩ tri âm lần 3 do nghệ sĩ nhân dân Kim Cương khởi xướng đã trao tặng hơn 200 phần quà cho các nhạc sĩ, diễn viên, soạn giả. Chương trình năm nay đặc biệt vinh danh những người nhạc sĩ, soạn giả đã có rất nhiều ca khúc hay được công chúng yêu nhạc nhiều thế hệ yêu mến. Bên cạnh đó, chương trình còn trao 20 học bổng mang tên nghệ sĩ nhân dân 7 năm cho 20 con em của nghệ sĩ, công nhân hậu đài có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao tặng 100 triệu đồng nhằm chăm lo cho các nghệ sĩ già yếu neo đơn ngụ Thành phố Hồ Chí Minh. Với niềm đam mê kỹ thuật và thiết kế máy móc từ khi còn nhỏ, anh Trần Văn Thảo đến từ Hải Phòng đã mày mò chế tạo ra một chiếc xe với kích thước và trọng lượng nhỏ gọn, có thể gấp lại gọn gàng như một chiếc vali, thuận tiện trong việc di chuyển những lúc tắt đường, đi công tác, du lịch, dã ngoại. Chiếc xe là sự tích hợp của xe đạp điện, ván trượt và vali kéo. Yên xe có thể nâng lên hạ xuống để thay đổi chiều cao, sao cho phù hợp với tất cả mọi người. Xe có 3 bánh, 2 bánh trước dẫn hướng, 1 bánh sau dẫn động. Ngoài ra còn có hệ thống đèn chiếu sáng để sử dụng khi trời tối, bộ phận còi để cảnh báo cho người đi phía trước. Khung xe làm bằng hợp kim nhẹ và cứng vững, đảm bảo đủ độ bền khi chịu tải trọng tối đa. Mỗi xe có thể tải được 2 người, vận tốc tối đa đạt được là 25 km/h. Ngoài ra với khối lượng gọn nhẹ và cấu tạo hiện nay, việc tháo lắp chiếc xe cũng trở nên rất dễ dàng và cơ động. Vì là chiếc xe được chạy bằng điện nên khi hoạt động không làm ô nhiễm môi trường, giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Bộ Tài chính vừa bàn giao các tài liệu có liên quan đến công tác quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi cho Bộ Công Thương. Theo đó, vụ thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương sẽ là đầu mối chịu trách nhiệm quản lý giá sữa. Mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được đưa vào danh mục hàng bình ổn và áp trần giá từ tháng 6 năm 2014. Theo đó, cơ quan chức năng đã công bố giá trần bán sỉ với hơn 600 sản phẩm sữa bột. Giá bán lẻ được quy định không cao hơn quá 15% so với mức bán sỉ. Hiện cả nước có 877 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được công bố giá tối đa, giá đăng ký, giá kê khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Sở Tài chính các địa phương. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi chủ tịch các tỉnh, thành phố cảnh báo về tình hình phát triển nóng đàn lợn cả nước khiến cho giá xuống quá thấp thời gian vừa qua, đồng thời tăng thực hiện chuỗi liên kết nuôi theo tín hiệu thị trường.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc phát triển chăn nuôi lợn quá nóng đang tạo nên sự mất cân đối cung cầu, gây hệ lụy không nhỏ với lĩnh vực chăn nuôi trọng yếu này. Đặc biệt, đầu tư chăn nuôi lợn rất cao, vòng đời dài, bình quân 20 đến 30 triệu đồng cho một lợn nái ngoại, thời gian khai thác 3 năm. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã cảnh báo các địa phương không tăng quy mô đàn lợn bằng mọi giá, ngay cả trong thời điểm giá lợn hơi tăng trên 50.000 đồng một kg. Cần thay đổi cơ cấu giống, phương thức chăn nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng và kiểm soát tốt thị trường. Hiện giá lợn xuống rất thấp, có nơi dưới 30.000 đồng một kg và chưa có dấu hiệu hồi phục, gây thiệt hại cho người chăn nuôi, nhất là những hộ chăn nuôi lợn thịt phải mua con giống với giá cao và phụ thuộc thức ăn chăn nuôi. Nếu tình hình này kéo dài, các hộ chăn nuôi như thế này sẽ khó có thể tồn tại được. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương rà soát quy hoạch chăn nuôi lợn gắn với thị trường và tiềm năng từng địa phương, nghiêm cấm các cơ quan thú y, quản lý thị trường, công an lập các chốt kiểm dịch và thu phí trái quy định. Vào khoảng 16 giờ chiều ngày 14 tháng 1, một trận lốc xoáy xuất hiện trái mùa kèm theo mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, làm thiệt hại hàng chục căn nhà tốc mái và hư hỏng nặng. Vào thời điểm trên, mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra bất ngờ, làm cho người dân không kịp trở tay. Theo ghi nhận tại khu vực diễn ra lốc xoáy, hàng chục căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, nhiều mái tôn bay tứ tung, hệ thống đường dây điện của nhiều căn nhà bị hư hỏng. Rất may là không có thiệt hại về người trong trận lốc xoáy bất ngờ. Riêng thiệt hại tài sản vẫn chưa được thống kê đầy đủ. Ngày 14 tháng 1, Phòng Cảnh sát Môi trường BC49, Công an tỉnh Bình Phước tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Hưng Phát chuyên kinh doanh chả cá, cá viên tại phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước do bà Lê Uyên Phương làm chủ, phát hiện khối lượng lớn chả cá, cá viên chưa qua chế biến trong tủ đá, không đảm bảo vệ sinh, không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra phát hiện trong tủ đá loại lớn của gia đình bà Phương một khối lượng lớn chả cá, cá viên được ướp bằng đá lạnh. Xung quanh tủ là nơi bà Phương dùng để chế biến cá viên nhưng không đủ điều kiện vệ sinh, sàn nhà, mái trần và bệ chiên cá dính mỡ, khói than dơ bẩn. Toàn bộ số cá viên chả cá không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu bà Phương chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Cùng ngày, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra và xử lý cơ sở kinh doanh của bà Lê Thị Lệ tại thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, chuyên sản xuất và chế biến khô bò. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện bà Lệ lưu trữ hơn 30 kg thịt bò tươi không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất khô bò và không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngày 14 tháng 1, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm nhiều cơ sở giết mổ gia súc. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện ông Ngô Văn Sơn, sinh năm 1974, trú tại huyện Duy Xuyên, đang bơm nước vào 5 con bò nhằm tăng trọng lượng thịt. Mỗi con nặng khoảng từ 120 đến 150 kg. Nguồn nước được lấy bơm vào bò từ giếng bơm ngay tại lò mổ rất mất vệ sinh. Đây không chỉ là hành vi gian dối trong kinh doanh, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, mà còn làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng. Thưa quý vị, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 14 tháng 1, trạm kiểm soát liên hợp km 15 bến tàu Dân Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện bắt giữ gần 110 kg pháo nổ được vận chuyển bằng xe khách. Lực lượng chức năng đã kiểm tra xe khách 14B01985 lưu thông tuyến Móng Cái, Hà Nội, phát hiện trên xe chở 5 kiện hàng được bọc kín trong bao tải dứa, được giấu lẫn trong hành lý tại cốp xe. Toàn bộ là pháo hoa, pháo trứng, pháo tép với tổng trọng lượng 109,08 kg. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1994, trú tại Hà Nội là hành khách đi xe, đồng thời là chủ nhân của số pháo trên. Bước đầu, Ngân khai nhận đã sang Trung Quốc mua số pháo trên để vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ. Thưa quý vị, tại các tỉnh miền Tây, tình trạng câu mắc điện nguy hiểm dễ gây cháy nổ tại các chợ nông thôn dù đã được phản ánh nhiều lần. Thế nhưng tình trạng này không những không được khắc phục mà ngày còn trầm trọng hơn, đặc biệt vào thời điểm cuối năm. Nhu cầu mua sắm tăng cao, nhiều tiểu thương tập kết hàng hóa nhiều dẫn đến nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây là chợ Long Hiệp thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Dù đã nhiều lần tuyên truyền nhắc nhở, kiểm tra, nhưng ý thức phòng chống cháy nổ của các tiểu thương vẫn còn rất thấp. Hầu hết các kiosk đều câu mắc điện khá tùy tiện. Phương tiện nội quy phòng cháy chữa cháy cũng trang bị sơ sài. Cái chợ thì xuống cấp trầm trọng, dây điện thì câu nối đuôi chằng chịt, nguy cơ xảy ra cháy nổ thì rất cao trong cái dịp mùa nắng này với cận Tết đấy. Mong sao bà con tiểu thương đây ý thức được về công tác phòng cháy chữa cháy để sửa chữa lại những cái đường dây cho nó gọn gàng. Sau khi kiểm tra, đoàn kiểm tra chức năng lưu ý, Ban quản lý chợ Long Hiệp cần khắc phục ngay tình trạng các hộ tiểu thương để những vật liệu dễ cháy gần nguồn điện, che chắn các nơi buôn bán không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến cảnh quan chợ, tránh gây cản trở xe chuyên dụng mỗi khi có xảy ra cháy nổ. Thưa quý vị, việc ngư dân Việt Nam vi phạm đánh bắt trên vùng biển của Indonesia trong những năm qua diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng đột biến. Chỉ tính riêng năm 2016, số lượng ngư dân Việt Nam bị phía Indonesia bắt đã lên tới gần 1.100 người.
Ngư dân vi phạm vì nhiều lý do, nhưng cho thấy vấn đề quản lý hoạt động khai thác trên biển và công tác tuyên truyền pháp luật trên biển cho ngư dân trong thời gian qua vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Những ngày cuối năm 2016, tại các trạm giam tù nhân là những ngư dân Việt Nam bị bắt giữ do vi phạm vùng biển của Indonesia ở đảo Tanjung Pinang và đảo Batam. Các ngư dân đều mong mỏi từng ngày từng giờ để được trả tự do. Hầu hết các ngư dân ở đây là những người làm thuê trên các tàu đánh bắt xa bờ. Họ lên tàu là chỉ biết công việc của mình, câu cá, đánh lưới, thả cào. Còn tàu đi đâu, có hợp pháp hay không thì chỉ tài công và thuyền trưởng biết. Tháng là cũng được 5-6 triệu, không có nhiều. Đi qua đây bị bắt cũng khổ. Sống ngoài biển không à, ngày mình đâu có cơ sở gì làm đo đâu, rồi mình phải đi biển tiếp, rồi qua cũng đi cũng về Kiên Giang mình đi chứ không có đi qua đây nữa. Tình trạng ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển Indonesia và bị bắt giữ trong thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp. Chỉ tính riêng năm 2016, số lượng ngư dân Việt Nam bị phía Indonesia bắt đã lên tới gần 1.100 người, tăng gấp rưỡi so với năm 2015. Sự gia tăng đột biến về số lượng tàu thuyền và ngư dân Việt Nam xâm phạm vùng biển Indonesia cho thấy sự yếu kém trong quản lý hoạt động đánh bắt xa bờ và thiếu hiệu quả qua công tác tuyên truyền pháp luật trên biển với ngư dân hiện nay. Tiếp theo là các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, tối ngày 14 tháng 1, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Nghệ An. Do đánh lái tránh một chiếc taxi, một xe khách đã tông vào giải phân cách, lật ngang làm 14 người nhập viện. Chiều tối 14 tháng 1, xe khách biển Thanh Hóa do Hoàng Huy Đồng, 30 tuổi điều khiển, chạy tới địa phận huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Khi đánh lái tránh một taxi chạy cùng chiều, đã đâm vào giải phân cách ngăn giữa đường, rồi lao qua làn đường ngược lại. Vụ việc khiến chiếc xe bị lật ngang. Hơn 40 hành khách hoảng loạn kêu cứu, tự đập kính chui ra khỏi xe. Trong đó có 14 nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện chữa trị. Theo thông tin ban đầu, 14 nạn nhân này bị chấn thương phần mềm và chấn thương não, nhưng không có trường hợp nghiêm trọng. Công an huyện Nghi Lộc đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Khoảng 23 giờ đêm ngày 14 tháng 1, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội thành phố Hồ Chí Minh và đội 5 phòng chống tệ nạn xã hội BC45 công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp kiểm tra một tụ điểm giải trí có tên Những Người Bạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, phát hiện hàng trăm hộp shisha nhập lậu và dụng cụ hút shisha không rõ nguồn gốc. Tụ điểm này thu hút hàng trăm dân chơi đến hút shisha hàng đêm. Thời điểm trên có hơn 100 thanh niên đang tụ tập sử dụng shisha. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng thu được hơn 200 hộp shisha và khoảng 20 bộ dụng cụ phục vụ cho việc hút loại thuốc này. Khi yêu cầu được xuất trình hóa đơn chứng từ số shisha và dụng cụ nói trên, chủ cơ sở cho biết số hàng này được mua về dưới tên gọi thuốc Lào. Hút shisha không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe mà nó còn có khả năng gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm, trong đó có căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, tụ điểm hút shisha này được xem là lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh khi thu hút hàng trăm lượt người mỗi đêm. Hút shisha hiện vẫn chưa bị cấm ở Việt Nam, nhưng mặt hàng này bị cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ, do đó chúng chủ yếu được nhập lậu. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lầu A Của, sinh năm 1988, thường trú tại bản Keo Lôm 2, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, về hành vi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin có trọng lượng 3.414 gram. Trước đó, vào lúc 1 giờ 30 phút cùng ngày tại km 81 700 quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện Lầu A Của điều khiển xe mô tô với nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi ra hiệu dừng xe, đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy. Truy đuổi khoảng 1 km, tổ công tác bắt kịp đối tượng đang dừng xe bên vệ đường. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong giải phòng vệ mềm cách vị trí bắt đối tượng này khoảng 200m có một bao chứa 10 bánh bột trắng nghi là heroin. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lầu A Của đã thừa nhận được một đối tượng người Lào thuê vận chuyển số ma túy trên từ tỉnh Điện Biên sang tỉnh Lào Cai với giá 30 triệu đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra. Tại tỉnh Quảng Ninh, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 18, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe ô tô tại thành phố Thái Bình. Trưa ngày 13 tháng 1 tại km 76 800 quốc lộ 18 thuộc phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Quảng Ninh phát hiện một xe ô tô nhãn hiệu Honda CRV gắn biển kiểm soát 17A06202 chạy hướng Uông Bí, Đông Triều có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Lái xe là Đặng Xuân Đông, quê ở Thái Bình, không giải trình được nguồn gốc của chiếc xe. Qua điều tra, lực lượng cảnh sát giao thông xác định chủ sở hữu phương tiện trên là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Thành Hồng ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, bị kẻ gian trộm cắp vào chiều tối ngày 12 tháng 1 vừa qua. Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát hình sự công an Quảng Ninh đã trao trả phương tiện cho doanh nghiệp Thành Hồng, đồng thời bàn giao vụ việc để công an thành phố Thái Bình tiếp tục điều tra làm rõ. Chiều ngày 14 tháng 1, Phòng Cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ một xe mô tô độ kiểu Batman. Trước đó ngày 13 tháng 1, lực lượng trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng,
thì phát hiện Trần Văn Luân, 25 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam, điều khiển mô tô không biển số nên ra lệnh dừng phương tiện. Mô tô này được Luân độ lại trên chiếc mô tô cũ, chế theo kiểu Batpod, siêu mô tô của nhân vật Batman trên phim ảnh. Ở ghi đông phải của xe, Luân độ nòng súng đại liên kèm băng đạn như thật, nòng súng có thể quay khi tăng ga. Thưa quý vị, tại khu vực cửa Gia Luận, huyện Cát Hải, Hải Phòng, sáng ngày 13 tháng 1, tổ tuần tra đồn biên phòng Cát Bà đã phát hiện hai tàu vận tải vỏ sắt không có số do Dương Văn Thắng và Nguyễn Văn Chuyển cùng trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện đang vận chuyển than không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Qua kiểm tra đã phát hiện trên hai phương tiện vận chuyển hơn 200 tấn than cám không có hóa đơn chứng từ, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ của phương tiện và thuyền viên trên tàu. Đồn biên phòng Cát Bà đã tạm giữ phương tiện và tang vật để điều tra xác minh vụ việc. Trước đó tại khu vực hòn Thoi Quýt, xã Gia Luận, đồn biên phòng Cát Bà cũng kiểm tra phát hiện tàu vỏ gỗ HB2934 do ông Vũ Đức Phong trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh vận chuyển 48,1 tấn than bùn không có hóa đơn chứng từ. Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính số tiền 16,6 triệu đồng, tịch thu toàn bộ số than theo quy định của pháp luật. Còn bây giờ là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, biển miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng đang hồi sinh. Điều này không chỉ được xác nhận qua những kết luận khoa học mà còn thể hiện ở sự sinh sôi nhiều loại tôm cá. Trong những ngày đầu năm 2017, người dân Hà Tĩnh đã tiếp tục có những mẻ cá đầy khoang. Không cần phải vươn khơi dài ngày, giờ đây ngư dân cũng có thể kiếm tiền trăm, tiền triệu. Với những nghề đánh bắt đơn giản gần bờ như câu, lưới, chỉ với chiếc thuyền nhỏ này, mỗi ngày bà Nguyễn Thị Tâm cũng có thể câu được tới hàng chục kg cá. Một ngày mà máy thì có được vài triệu, thì vừa vài trăm, ba trăm nữa, máy mừng được cả. Nên là cái vài ba triệu là thỉnh thoảng thôi. Theo xác nhận của ngư dân và các nhà chuyên môn, thì sau một thời gian gián đoạn đánh bắt vì sự cố môi trường, giờ đây rất nhiều loại cá tôm đã sinh sôi với mật độ dày đặc. Trong cái thời gian gần đây thì một số loại cá đã xuất hiện nhiều. Và người dân đã đánh bắt được khá lớn như cá cháo, cá đu, cá nục, cá bậc má và một số loài nhuyễn thể. Và đặc biệt là một số loài cá tân đáy là trước đây là sau sự cố môi trường hầu như không còn. Nhưng bây giờ đã xuất hiện nhiều, chứng tỏ là cái môi trường biển đã hồi phục. Theo thống kê, trong tháng 12 năm 2016, sản lượng đánh bắt hải sản toàn tỉnh Hà Tĩnh là 1.600 tấn. Nghĩa là bằng với sản lượng của những tháng trong mùa đánh bắt cao điểm năm 2016. Và với niềm vui của ngư dân, không chỉ là những mẻ cá đầy khoang, mà quan trọng hơn là hải sản giờ đây đã được thị trường chấp nhận. Giá bán dù có thể chưa được sự tương xứng, nhưng việc đánh bắt đến đâu tiêu thụ đến đó đã thực sự cởi bỏ được áp lực cho người dân. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 36 năm được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thành phố Hồ Chí Minh ngắm cảnh đồng hoa nở rực sẵn sàng đón Tết. Thành phố Hồ Chí Minh triển lãm 11 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam. Thu giữ trên 1 tấn mất bẩn chuẩn bị tuồn ra chợ Tết tại Đà Lạt. Thu hẹp khoảng cách giảm bất bình đẳng ở Việt Nam.